Xin chào anh em. Hôm nay K-Plus lại tiếp tục chuyên mục review một cái dòng sản phẩm màn hình Android. Đấy, cho một chiếc xe Hyundai i10. Thì hôm nay nhiều bác hỏi tài hỏi là Hyundai i10 thì lắp cái dòng màn hình Android nào cho nó phù hợp. Thì hôm nay tiện thì em lắp cái màn hình này thì em sẽ review cho các bác luôn. Thì ở cái phân khúc giá tầm trung. Đấy, thì i10 thì các bác có thể quan tâm cái dòng sản phẩm Kovacestec T1. Đấy. Thì cái dòng sản phẩm này thì là dòng sản phẩm chính hãng của Zetec phân phối với đầy đủ các tính năng. Màn hình chất lượng sang trong, nét và đầy đủ tính năng. Đấy, quan trọng nhất là cái tính năng thông minh trên xe. Thì riêng cái dòng sản phẩm của Cova thì nó màn hình cho i10 sẽ là 9 inch các bác nhá. Đấy. Đây là cái giao diện sơ qua về cái màn hình Cova T1 này. Sản phẩm Cova T1 thì có đầy đủ các tính năng cũng như là điều khiển giọng nói thông minh Cova. Đấy, có cái phần căn chỉnh âm thanh. Đây. Hiện tại bên em đã căn chỉnh âm thanh cho các bác nhé. Cái hay của Cova ấy là có 32 giải kênh equalizer để chỉnh âm thanh và bass chat các bác phải chỉnh khí trong này. Những cái dòng màn hình thông thường ấy thì cái equalizer này nó sẽ không có cái phần user của người dùng nhé. Thế nên là các một số các bác ấy, nó chỉ có từ loa 1 trở xuống thôi. Đã nên là không cốt được riêng cái chất lượng âm thanh riêng cho từng bác tài xế được. Nên là các bác nếu mà có nghe âm thanh mà có nhu cầu mà sau này mà nâng cấp súp thì các bác nên nâng cấp và lựa chọn những cái dòng sản phẩm, thứ nhất là có DSP, thứ hai là có phần user chỉnh riêng cho người dùng các bác nhé. Nếu không thì các bác lắp súp vào các bác không chỉnh được đâu. Đấy, các bác chỉ chỉnh súp ở cái mức độ to nhỏ thôi, còn nếu mà chỉnh bass chỉnh check như nào cho nó phù hợp với cái thẩm âm của mỗi người là các bác không chỉnh được. Đấy, nên các bác cứ lưu ý cái này thì rất là phù hợp. Đây là cái giao diện riêng của Zestec này, có Cova Zestec này. Đấy, rất là mượt các bác nhé. Đấy, giá vừa phải 5,5 triệu. Em nghĩ là cái phân khúc giá tầm này thì Cova là một lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất bởi vì sao? Tất cả những cái tính năng thông minh của Cova đều tích hợp. Ví dụ như là S1 này. Đấy. Hiện tại em đang lắp xe của bác ấy ở Sóc Sơn. Đấy. S1 bản quyền các bác nhá. Đây này. Khi mà các bác di chuyển nó sẽ có tốc độ giới hạn cảnh báo ở đây. Đấy. Các bác đi rất là yên tâm. Nhất là đi cung đường xa lạ, bây giờ thì cái luật phạt nguội cái thứ này nó rất là gắt. Đấy, các bác đi có cái tính năng này thì rất là yên tâm. Đấy, ngoài ra có Cova Tracking này, định vị xe này, YouTube Fan này. Và cái điều khiển giọng nói của Cova thì hôm nay em xin phép giới thiệu lại cho các bác là nó cực kỳ thông minh. Thông minh ở đâu? Đấy, ví dụ em điều khiển này. Mở VTV1. Đấy, thì ngay lập tức các bác có thể nghe một số các kênh VTV. Đấy. Nó đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Mở VTV3. Đấy, các bác thích nghe cái kênh VTV nào thì các bác bật lên. Rất là tiện lợi các bác nhé. Đấy. Mở camera hành trình. Đấy. Đây là camera hành trình tích hợp cái màn hình Android Cova này, các bác có thể nhìn thấy này. Cái dòng sản phẩm Cova chính hãng ấy thì nó sẽ bắt buộc sẽ có cái thẻ cứng này nhá. Mỗi một cái mã thẻ ở đây thì đều sẽ ứng với một cái màn hình Android khi lắp. Đấy. Các bác lắp đặt thì các bác yêu cầu thợ lắp đặt phải có cái thẻ bảo hành này cho các bác này. Các bác giữ cái thẻ bảo hành cho em nhá. Sau đầu thì nó cũng có mã thẻ rồi nhưng các bác có cái thẻ này thì nó nhìn nó sang. Đấy. Riêng cái màn hình Android này khi mà lắp các bác muốn xem lại cái video quay lại thì các bác có thể kích vào màn hình này. Ở đây thì nó có hỗ trợ cái tính năng cảnh báo xoay làn và va chạm nhé. Các bác có thể tắt ở đây. Nếu các bác đi trong phố thứ mà các bác cần cái cảnh báo xoay làn va chạm này. Đây, các bác tắt đi. Nó hết. Đấy, các bác cần thì có thể bật lên. Ngoài ra thì các bác có thể xem lại ở cái phần playback này. Đấy. Thì ở đây là toàn bộ những cái video nó sẽ quay lại và lưu ở đây các bác nhé. Đấy. Cái tính năng này thì nó có cái tính năng ghi đè rồi. Các bác cứ kệ nó thôi. Đấy, cứ khoảng độ tầm 1 tháng thì các bác có thể reset lại format đi. Format thì ở đây, định dạng lại cái thẻ nhớ này. Đấy, vì trong quá trình di chuyển có thể các bác vô tình đi qua những cái gờ giảm tốc hay là va chạm gì đấy nhẹ thì có thể là nó khóa video và có thể là gây chèn cái thẻ nhớ của mình. Đấy. Các bác có thể thu nhỏ cái màn hình nhỏ camera hành trình ở đây. Đây, mở lại cho các bác. Đây nhá, nếu các bác mở bằng tay thì các bác thể mở chữ HD DVD ở đây. Đấy. Thu nhỏ này, các bác có thể thu nhỏ ở đây này. Đấy, các bác thu nhỏ ở đây các bác nhá. Đấy. Một góc. Đấy. Phần mềm dẫn đường thì như các em vừa giới thiệu các bác ấy, là có Vietmap, có Navitel và Google. Thì các bác có thể dùng đồng bộ cả Google và Navitel. Em thấy Navitel thì
nó quên là VinMark. VinMark thì nó có cái cảnh báo tốc độ khá phù hợp cho các bác. Đấy, cho các bác di chuyển nó yên tâm. Đấy. Ngoài ra về cái giao diện màn hình này thì các bác có thể tùy chỉnh nhé các bác nhé. Các bác có thể thay đổi cái màu sắc của giao diện hình này. Đấy, các bác giữ vào tay vào đây. Xong bác coi vào cái phần hình nền. Hình nền ở đây thì nó có một số các cái hình nền cơ bản thì các bác có thể thay đổi. Đấy, màu đỏ, màu ấy hoặc màu xanh. Ví dụ là màu xanh này. Đấy. Thì nó sẽ là màu xanh như này. Thì các bác mà trời nắng thì các bác chuyển sang màu xanh đi cho nó dịu. Đấy. Còn vào trời mà nó ấy thì các bác thể dùng màu đỏ, màu đặc trưng. Màu này thì em thấy là cũng khá đẹp, nhưng nói chung là tùy phong thủy của các bác thôi. Các bác thiết lập một cái màu sắc làm sao nó phù hợp với mình. Có cả hình nền động quá nhá. Đấy, các bác thử tùy chỉnh thôi. Đấy. Còn cái điều chỉnh âm Bluetooth van này. Đấy. Tăng giảm âm lượng đây các bác nhá. Một số bác ấy thì hỏi là lắp sim thì không nhận. Đấy, thì hôm nay em tiện đây thì em giới thiệu cho các bác luôn. Là khi cắm sim xong thì nó chưa nhận ngay đâu. Các bác có thể thao tác vào màn hình chỗ reset đây, các bác reset lại giúp em thì sim nó sẽ nhận. Đấy, các bác muốn vẫn nghe nhạc nhưng mà muốn tắt màn hình, tối màn hình đi thì các bác thao tác ở đây giúp em. Đây một cái, hai cái thì nó sẽ đen màn hình các bác nhé, nhưng mà nhạc vẫn mở các bác nhé. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần kích vào màn hình thôi là nó tự lên, rất là đơn giản các bác nhé. Đấy. Ngoài ra thì có đồng bộ điện thoại qua cái kênh Bluetooth này, nhạc này. Đấy, các bác cắm nhạc cộng lên đây. Đấy, có thể xem video qua USB cũng có trên này hết các bác nhá. Đấy, rất là tiện. Các bác còn cần thêm tải thêm hay là các ứng dụng mới thì các bác chỉ có vào cái phần set play này. Đấy. Đấy, đây là toàn bộ về cơ bản cái một chiếc cái màn hình Android. Đấy. Các bác mà muốn kiểm tra thông số thì các bác thể vào căn ca setting này. Ở đây thì nó có cái phần rất là nhiều. Đấy, các bác cài đặt ở đây. Đấy, một số các bác mà muốn vào lùi ấy, vào lùi mà muốn nghe nhạc thì các bác vào phần reversing này. Các bác bước xuống dưới. Đây, các bác off đi cho em. Đấy, off đi thì cái phần này khi các bác lùi thì các bác vẫn có thể nghe được nhạc. Còn nếu mà các bác cần an toàn thì các bác có thể on nó lên. Đấy, đây là cái phần mà vào lùi thôi. Đấy, trên đây là cái tổng quan mà cái chiếc màn hình Android mà em nghĩ là ở cái mức giá 5,5 triệu là sẽ là phù hợp với đầy đủ những tính năng như vậy. Đấy, ở trên thị trường. Và cái chế độ bảo hành của dòng Kovajestic này sẽ là 18 tháng. Trong vòng 1 năm các bác có vấn đề gì về lỗi, về phần cứng thì bên em sẽ đổi mới cho các bác luôn một chiếc màn hình khác. Đấy. Đấy, một chiếc màn hình Android chính hãng mà có tích hợp những tính năng đầy đủ như vậy thì em nghĩ với cái phần khúc giá 5,5 triệu rất là phù hợp. Các bác mà có nhu cầu nâng cấp màn hình Android thì các bác có thể liên hệ với bên em kplus.vn. Đấy, bên em là chuyên nâng cấp các dòng màn hình Android chính hãng Kovajestic, AnyView hay là Online. Đấy, hay Bravigo bên em đều có. Đấy, các bác cảm thấy hay thì có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh. Đấy, thì trên đây là em cũng xin vừa qua các bác rồi. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên em. Em chào các bác nhé.